cháy cháy nhất đêm nay rồi đấy. Được, được mọi người, được. Rồi bây giờ con cắt cái này làm được. Nói được không? Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Ngày hôm nay là một video mà thực sự mình rất là mong chờ. Dịp lễ cuối năm này, Halloween này, rồi Giáng sinh thì chắc chắn là mọi người sẽ đi chơi rất là nhiều đúng không? Mà muốn đi chơi vào buổi tối để nổi bật thì chắc chắn là phải có đồ phát sáng. Team mình đã dày công tìm hiểu và nghiên cứu những cái sản phẩm mà cực kỳ trend hiện nay ở trên thị trường. Và ngay trong video ngày hôm nay mình sẽ review những cái đồ phát sáng cho mọi người biết nha. Có rất nhiều những sản phẩm khác nhau mà khi mà mọi người đeo lên thì mình khẳng định là cực kỳ độc lạ, sáng cả một vùng trời luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần review chi tiết nha. Let's go. Đầu tiên thì mình sẽ review về bông tai phát sáng mọi người. Nó sẽ có hai mẫu nha mọi người. Và cái bông tai này đúng kiểu siêu to khổng lồ, không biết là đeo lên nó có bị nặng tay hay không. Thì chúng ta sẽ bấm ở đây, nó sẽ sáng nha. Đấy mình bấm này. Đấy mọi người thấy không? Đấy nó còn nhấp nháy. Bây giờ mình thử nha. Đeo cái nào nhỉ? Thôi đeo hình tròn đi, nhìn cho nó nữ tính nhá. Em ơi nó to kinh khủng khiếp vậy. Ui nó to quá. Nó to mà nó chịu hết cả tai xuống cái này. Mà nó giống cái bóng đèn bàn thờ ông địa dã man luôn. Linh tắt của chị cái đèn thôi mà. Là lúc mà mình đi ra ngoài đường đi chơi thì nó sẽ là như thế này. Đấy. Ui. Ui 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 ở bàn nó còn. Ui ui nó còn chiếu hình tròn mọi người. Cháy vô cùng luôn. Nhưng mà nó nặng quá. Còn cái hình bóng đèn tuyếp ấy thì nó sẽ như thế này nha mọi người. Đó, thử cái bóng đèn tuyếp xem nào. Nặng lắm, cái này mà đeo đi chơi một hồi là đau tai đấy. Cái này nhẹ hơn này thì mình thấy nó hơi lố. Không, theo riêng quan điểm cá nhân mình là nó to quá, nhìn nó hơi ô dề. Nhưng mà đấy, đối với những bạn nào mà thích lố giống như mình thì có thể thử. Cái này mình thấy được đấy. Đừng đi trời mưa nha mọi người. Chắc là cái dòng điện này mình nghĩ là nó không giật đâu. Ok, thấy được, cháy nhất đêm nay rồi đấy. Được, được mọi người, được. Ba mấy nghìn một đôi, được. 7.5 điểm. Tiếp theo đó sẽ là khuyên tai có đèn LED 76.000. Nào bây giờ mình sẽ thử nha. Đeo lên tai, bỏ vào tai. Ui nhưng mà cái này nó to lắm. Cái này dành cho ai mà cái lỗ tai người ta to thôi, chứ còn của chị là hơi bé này. Cái này như là cái bông tai của Như Ý mà ban cho cái bà quý phi gì ấy, để trừng phạt ấy. Đúng to này, đeo vào đúng đau luôn. Nó không nặng nhưng mà cái phần que nó đâm vào trong cái tai ấy đau to lắm. Cái đẹp hơn rất là nhiều so với cả cái bông tai to mà lủng lẳng. Nhưng mà cái này về độ sáng thì nó không sáng bằng cái kia. Nhưng mà về độ chơi là cái này nhìn chơi hơn, nhìn thời trang hơn hẳn nhá. Vì nó có một cái đá phía bên trên nữa, cho nên nhìn nó giống như là cái bông tai bình thường, nhưng mà chỉ là nó sáng lên thôi, nháy nháy hai bên tai. Mà có người sẽ đeo một cái, có người sẽ đeo hai cái, thì giá thành hợp lý. Không biết là pin có được lâu hay không, nhưng mà xét về thẩm mỹ là cái này rất là thẩm mỹ đấy nha. Nhìn nó giống như là một cái món đồ vừa trang trí, vừa là một cái món đồ mà làm cho mình cảm giác nó nổi bật hơn ấy. 8 điểm, mình thích cái này. Tiếp theo là cái gì đây? Khẩu trang đèn LED phát sáng nhiều màu. Đây, khẩu trang đây mọi người. Ui, đây là cái khẩu trang. Làm sao mà đeo nó dày lắm mọi người. Nguyên một cục này mà. Ở đây nó sẽ có cái nút bấm nha mọi người. Đây là cổng sạc này. Đấy, mọi người thấy cổng sạc chưa? Và cái khẩu trang này thì nó dày kinh khủng khiếp, vì bên trong này nó sẽ có một cái bộ giống như là cái bộ đèn ấy. Và nó đi kèm một cái chống bụi mịn, cái miếng chống bụi mịn đây này. Nó thì còn đeo trong cái này làm sao mà thở. Vì nó dày lắm luôn ấy. Nào bây giờ thử nhá. Tắt điện đi ơi. À đù. Ui nó còn chấm ấy. Nhưng mà cái khẩu trang này chị cũng thích một điểm là nó màu trắng, cho nên nó rất dễ bẩn. Cháy cho mọi người ơi, cháy vô cùng luôn này. Đấy mọi... Ui kinh đấy, còn nháy hết rồi. Mình vừa mới đeo một cái mà son nó đã dính tùm lum ở đây mà mình còn bặm môi đấy mọi người ơi. Về cơ bản là mình thấy đẹp, vì cái kim tuyến của cái này nó cứ chỉ chấm nhìn đẹp lắm mọi người ơi. Nhưng mà đeo lên nó sẽ dày nguyên một cục ở trên mặt của mình. Thì đấy là theo riêng quan điểm cá nhân mình thấy cái này không thiết thực cho lắm. 185.000. Trong hướng dẫn sử dụng ấy là người ta bảo là có thể giặt được, nhưng mà theo riêng quan điểm cá nhân mình thôi, là đối với những cái thiết bị điện như thế này ấy, thì không nên giặt. Đấy là theo riêng quan điểm cá nhân mình thôi. Mình thấy nó đẹp, nhưng mà để nói về độ thiết thực và mức giá thì thấy hơi cao. Cho nên đối với cái mức giá như thế này để sử dụng thì 5 điểm là hợp lý nha mọi người ơi. Cái cài tóc này sao không mua cái mẫu khác, làm quả hai con mắt lồi ra màu xanh này. Halloween đúng không? Ok thử nhá. Nào từ để đeo lên xem nào. Rồi tắt điện đi. Ui cái này cái độ sáng của nó không ok lắm. Đấy nhìn mọi người thấy không, nó không có độ tỏa luôn. Mà cài thì được cái là cái nhựa này không làm đau đầu. 51.000 hai cái là trung bình cho như là 25.000 một cái. Nếu như mà nhìn ở cự ly gần đây mọi người thấy này, cái bộ đèn của nó có bé tí tí ở phía trong này. Nó chỉ là giống như một cái đèn nháy nháy như thế này thôi, không thể nào sáng bằng cái hoa tai. Cái hoa tai đấy là siêu sáng luôn, nếu như mọi người đi là nó tỏa xuống dưới chân. Nhưng mà cái này thì mình thấy rằng là được cái nhá, là cái phần cài này, cái nhựa này là nó không làm mình đau đầu, nó không bị bóp quá vào đầu, và cái nhựa này nó khá là mềm.
Và cái nháy nháy thì mình thấy cũng đặc biệt, nhưng mà để mà nói rằng là nó kiểu nhìn nó nổi bật thì không. 6 điểm là hợp lý được cái rẻ. 1.695.000. Mọi người thấy mình đầu tư quá khủng khiếp cho video ngày hôm nay chưa? Bây giờ mình khui cho mọi người thấy nha. Cái này thì cháy vô cùng. Mình đã thấy nhân viên bên mình đưa cho mình xem cái link đấy rồi, không biết là thực tế ở phía bên ngoài như thế nào. Nó sẽ có hai sản phẩm, một là mắt kính và một cái là găng tay biểu diễn có đèn LED laser siêu đẹp. Đây là cái kính ở phía bên trong. Cái kính này có mức giá là bao nhiêu em? 850 một cái. Vai cả trưởng. Ui cái kính này nhưng mà nhìn nó còn lòi cả cái bộ pin ở đây cơ. Nó không tích hợp ở phía trong này mà nó sẽ lòi ra đây, bên này còn có cái pin. Người ta chỉ bọc bằng một cái lớp dạng như là lớp cao su ở phía bên ngoài để cố định lại thôi. Chứ nó không phải là tích hợp ở trong cái kính. 850 là đắt đấy nha. Nhưng cái hộp thì mình nhìn thấy xịn này, có cả đầu sạc và sạc đi kèm nha. Đấy cái nút tròn ở đây để bấm nha mọi người. Rồi bây giờ bấm nha. Nó cấn vào tai mình ấy. Wow wow wow. Cái này ui. Tiếp theo đấy sẽ là găng tay nha mọi người. Găng tay phát sáng của cái này nhìn cũng xịn sò này. Đấy cái này là nhìn xịn sò này. Nhưng không biết là như thế nào đây. Mình sẽ thử cả bộ xem nào. Đây. Đây cái găng tay là nó như thế này nhá. Trong này nó còn cái gì đấy nữa này. Nó sẽ có một cái đầu để lắp vào, hình như để khuếch tán cái tia này ra hoặc là như thế nào đấy. Wow. Bấm lên nào, cả combo xem vào. Quẩy lên bạn ơi, nào đi ra xem nào. Rồi. Đây là về cái đèn. Này. Mọi người thấy chưa? Cháy vô cùng luôn. Nào bây giờ bật thử cái găng tay này. Đây là găng tay nha. Găng tay này. Đấy, găng tay này. Điều chỉnh lại cho nó thẳng nhau bằng cách là ở trên này nó sẽ có cái khớp vặn ấy. Đấy mình điều chỉnh lại cho những cái đường tia này nó bằng nhau đi. Đây là mình điều chỉnh lại này thì nó sẽ thành như thế này đấy. Mọi người thấy chưa? Ngang là kính nhá, dọc là găng tay cho mọi người dễ hình dung này. Với cả cái mật độ tia laser mà kiểu nó mạnh như thế này, cái tầm phóng nó rất là xa. Đây mọi người thấy không? Đây này, nó có thể lên được trên tường cách mình đấy chỗ khá là xa ấy. Thì cái nhược điểm của cái kính và cái găng tay này là nó sẽ bị nóng. Nóng sau chỉ khoảng vài phút khi mà mình sử dụng thôi. Nhưng mà mình thấy khá là cháy đấy mọi người ơi. Đấy, cháy vô cùng luôn. Đấy, quẩy lên. Mà đeo lên thì cái kính này không đánh giá quá cao. Nếu như có thể tích hợp được cái bộ phận để tạo ra cái tia sáng ở trong cái gọng kính thì nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Có thể làm cái gọng kính này to ra. Nhưng mà đây nó để một cái như này nhìn cảm giác nó phèn ra man luôn. Kiểu nhìn nó thô sơ ấy. Ok. Đấy, cái găng tay này khi mà mình có ba mình có thể như thế này đấy. Chỉ cần mình xoay ra thì thôi. Đấy, còn cái kính này thì nó sẽ chỉ được ngang như này thôi mọi người ơi. Đấy, mọi người thấy chưa? Đó. Đây mọi người có thể thấy này. Hai bên cái đèn này sẽ có hai cái phần phát laser. Đấy, hai cái đèn phát laser ở đây. Và trong này nó sẽ có pin luôn, nóng. Đây mình mới dùng có chỉ vài phút thôi mà nó đã bắt đầu nó nóng nóng hai bên cái gọng này luôn em mọi người này. Nó có thể chiếu rất là xa, cái này mà đi vào bar thì cháy vô cùng luôn. Tức là mình đứng ở đây nhưng mà tít đầu kia vẫn thấy rằng là cái đèn laser nó đang ở đây, nó đang ở trên tường đây này. Nhưng mà về cái kính này thì em thấy nó hơi thô sơ, dán keo chằng chịt ở trên cái kính ấy. Mình nói thật 850.000 cái kính này thì mình sẽ chỉ chấm là 5 điểm thôi. Nhìn nó ngầu thật ấy, đi vào ba thì cháy. Nhưng mà mình đang nói về cái độ hoàn thiện và khi mà dùng nó nóng, không ổn, 5 điểm nhá. Còn cái găng tay này ok hơn này. Cái găng tay này mà 850.000 thì được 7 điểm. 7 điểm nhá, cái độ hoàn thiện của găng tay nó đẹp. Nó đẹp hơn rất là nhiều, còn nhìn mọi người nhìn cái kính đi. Mọi người thấy không, thế này. Nhìn hai bên cái gọng nhìn này. Ui không chấp nhận được. Tiếp theo đấy sẽ là mũ phát quang. Đây có phải là mũ đâu. Là mũ à? Thật đấy. Ui. Ui cái này tự mình ghép. Cái này mình phải tự lắp, lắp phải đến bao giờ. Ui. Đây phải bẻ, bẻ nó mới sáng cái này. Phải như thế này nó mới sáng hết này. Không phải bẻ một điểm mà nó phải bẻ cả cây như này thì nó mới sáng. Nào bẻ, bẻ lên trước đã. Rồi bây giờ lắp thử nhá. Ui, như chơi đổ hàng này. Ui nó mất cái khớp nối này. Cái trục cái gì nó mất cái khớp nối. Nó dễ mất lắm. Thật sự luôn. Đây bây giờ may là trong nhóm mình có một anh con trai anh ấy đã lắp được cái mũ. Đây cái mũ nha mọi người. Nhìn nó hơi fail nhưng mà đấy. Nhìn nó sao sao ấy. Sao cái vành nó vành lên vậy. Sao nó không cụp xuống. Cái vành nó cứ bị vành lên đi. Đấy đẹp ngay. Nhìn nó không ổn đi. Nhìn nó sao sao ấy. Mọi người thấy đẹp không? Cháy đấy. Cháy à? Ngồi. Thử thách đám đông đấy à. Bật cái đèn lên chị xem vào. Chị nhìn cái hình dáng cái mũ nhìn nó không ổn lắm. Mà nó dễ bật ra vô cùng luôn. Đây này.
Này cái này nó còn, cái này nó còn mất cái khớp nối này, còn nối được cái này không? Tự nhiên phí thế nhở? Nào đội lệch một bên xem ạ. Nào đội ngược ra sau ấy. À đội ngược ra sau xem ạ. Đấy, thế mới cháy. Đấy. Cháy chưa? Này thì đi chơi Halloween á. Nhìn giống con bé đánh giày lắm. Cái này không ổn nhá. Bao tiền cái này, bao tiền? Chầm kẽm bên nơi đấy. Chầm kẽm thật sự luôn ý. 10 điểm hài hước. 10 điểm hài hước. Nhưng mà nếu như để nói về cái độ ấn tượng thì nói chung nó chỉ có tính hài hước thôi, còn ấn tượng thì chắc là không. Chắc là xin phép không chấm điểm. Chắc là thôi xin phép không chấm điểm, bởi vì cái vành nó còn vênh vênh bên này, cái vành nó phải thẳng chứ. Cái vành sao nó cứ cong cong này, uốn lại xem nào. Không ổn, không ổn mọi người, cái này không ổn này. Thôi bỏ qua phần chấm điểm nhưng mà 10 điểm về phần hài hước. Rồi tiếp theo. Dây buộc tóc có đèn led lấp lánh, nào cắt thử nhá. Ui nó chỉ có hai cái dây như này thôi à? Nào bây giờ thử nhá, thử buộc tóc xem có cái bấm à? Bấm ở đâu? Có u còn nháy cơ. Ui chất đấy, là thử nào. Hai cái buộc hai bên này. Cười gì ba? Người ta test thử thì ta có tâm hai cái hai bên đấy còn gì? Rồi. À đủ. Sao một bên nó chạy, một bên nó nháy, bên nó không nháy nhỉ? Nháy em. À được. Ui nó nháy này. Nhìn nó cũng được ấy. Nhìn nó cũng nổi bật. Nếu như mà buộc ở phía đằng sau cao lên thì nhìn nó cũng được. Đây test hai cái thì mới buộc hai cái thôi. Chứ mà mình nghĩ cũng cháy đấy. Kiểu nó lấp lánh ấy. Lên. Để đi chơi một đêm thì cũng được. Đây xinh mà, nhìn xinh đấy. Đây. Đấy cũng xinh mà, có mười mấy nghìn, nhưng không biết có sáng được lâu hay không. Nhưng mà nếu như để nói về cái độ nổi và độ cháy thì cũng được, bởi vì nó có nhấp nháy mà nó sáng lắm. Cái đèn led ở phía bên trong nó sáng cực kỳ luôn. Ôi nó có nhiều chế độ đây này. Tắt này, chế độ nháy nhanh này, nháy chậm này, đấy đấy thấy chưa. Đấy được, xinh dễ thương. 8 điểm. Tiếp theo, mặt nạ đèn led hóa trang Halloween. Ui nó nặng này, làm sao mà mang theo bên người. Nó có kẹp vào áo ấy này, nó có cái kẹp để kẹp vào áo ấy này. Đấy, thì cái này đeo vào mặt. Rồi, bây giờ thì để đeo. Rồi, bây giờ bật ở đâu nhỉ? Rồi, bây giờ cho cài vào áo xem nào. Wow. Ui, nó được mà. Đẹp nhỉ? Ê, nhìn đẹp đấy. Nhìn nó kiểu cái hình nó không bị quê. Bao tiền cái này đây? 140 à? Đấy, mọi người thấy không? Nó còn có cả chế độ nháy này. Đấy nó nháy được như này cơ à. Đấy, nhiều chế độ nháy khác nhau nha. Mình thấy cái này đẹp. Nó sẽ là những cái đèn sáng. Đây này, những cái đèn dây để nó sẽ sáng này. Và nhìn cái mặt nạ này nhìn nó lạ ấy mọi người. Cháy một pin hay là sáng? Cái này pin. Nhưng mà mọi người lưu ý là khi mà đeo ấy thì trên này nó sẽ có một cái phần xốp để đỡ vào trán của mọi người này. Nó có những cái điểm nhựa ở trong này nó vẫn cấn ấy, thì mọi người điều chỉnh đeo nha. Nhưng mà mình thấy đây, cái này đẹp, đi chơi buổi tối nhìn đẹp và nổi. 7 nhá. Đẹp. Kính mắt có đèn led phát sáng kết nối vào cái kính thứ hai. Ui kết nối cả bluetooth cao cấp này. Kết nối bluetooth luôn. Ui cái kính này nhìn đẹp này. Cái kính này nhìn đẹp hơn cả cái kính lúc nãy này. Đây là dùng ở trên app nha, kết nối bằng bluetooth. Nào bây giờ em có thể viết cho chị một dòng chữ đi. Chưa có người yêu. Ui nhưng mà cái kính này vì sao nhìn nó đẹp hơn cái kính kia, là bởi vì nó sẽ tích hợp ngay ở hai bên cái gọng này này. Nó không bị kiểu nó dán vào cái lớp cao su ấy, nhìn cảm giác nó kiểu gì ấy. Tắt hộ em cái đèn thôi. Nào xem nào. Đã có chưa có người yêu chưa? Chưa có người yêu. Chưa có hiện đâu bác ấy. Có hiện rồi à? Nhưng mà cái này có thể cho chị thêm một cái hình không? Hình là những cái hình có sẵn của cái kính này thôi. Chứ còn mình... Ui cái tiền này, hình đồng tiền này. Ui đúng rồi, kính dành cho Linh đây rồi. Một con người mê tiền đây này. Đây cái này đẹp rồi đấy. Đẹp. Đấy có rất nhiều hình nha mọi người. Cái này ấy, về hình thức là nó sẽ đẹp hơn cái kính 850.000 lúc nãy, cái kính laser lúc nãy, cái kính xanh ấy. Hình thức nó đẹp hơn bởi vì là hai bên này nó sẽ tích hợp đấy ở trong hai bên cái gọng kính. Và nó sẽ không có bất cứ một cái gì mà kiểu nhìn nó thô sơ, kiểu bọc một cái miếng cao su để che hai bên cái viền này, cảm giác nó kiểu không ok mọi người ơi. Đấy là cái kính kia, dù đắt tiền nhưng mình thấy về hình thức là nó không đẹp bằng kính này. Kính này đeo lên đấy mọi người thấy ngầu chưa? Ngầu đét đẹp như thế này cơ mà đấy. Đẹp luôn. Mà nó còn có được điều chỉnh trên app. Tất nhiên cái này nó sẽ không sáng bằng cái kia nó sẽ tỏa rộng xung quanh, nhưng cái này nó sẽ là cái kính mình đeo trang trí ở trên mặt mình thôi. Sẽ có một vài cái hình cố định và có thể chạy chữ. Chữ này thì mình hoàn toàn có thể tự viết nha. Cái kính này nó còn có sạc cơ. Ngầu vô cùng. Đấy, đeo đi ba cực kỳ là ngầu luôn, cháy. 9 điểm. 9 điểm.
Rồi, tiếp theo đó sẽ là cái gì đây? Ui, dép phát sáng. Cái này mà không có sáng thì nhìn nó phèn lắm. Màu nó vàng chóe, chóe lẹ lên này. Bên sau của nó có dây điện đấy, mọi người thấy không? Đấy, nó có dây điện đây này. Nào, bây giờ thử nhá, bấm vào đâu ấy nhỉ? Không cần âu. Đi lên là nó sẽ sáng. Nào, bây giờ để em đi. Đấy, đây là đôi dép nha. Đấy, mọi người thấy chưa? Bây giờ mình thử đi nhá. Nháy, cha. Dép này thì mình thấy bình thường ấy, thật sự luôn, những nó kiểu nó không có gì quá là nổi bật. Đấy, thì những cái mà đi ở dưới chân thì mình nghĩ rằng nó không nổi bật, và những cái mà để trang trí ở trên người nó sẽ nổi bật hơn. 103.000 đôi dép này. Để mà nói đặc biệt thì không đặc biệt thật sự luôn. Nhưng mà nó cũng hay nếu những bạn nào mà thích những đi mình nói chung mình thích đi những đôi dép đẹp cơ mọi người, sáng mà kiểu nó kiểu vòng chế cho lệ, nhìn này nhìn nó còn tê tê chân này, nó to nhìn đi nó tê chân lắm, thì 5 điểm là hợp lý. Ui, cái niềng răng phát sáng á. Ui, nó có giật không? Bỏ miệng nó có giật không? Silicone. Nhưng mà những cái chất liệu của nó thì đúng là lởm luôn, cái chất liệu ấy nó lởm lắm. Ê, nó hôi lắm, nó hôi cực kỳ luôn. Em ngửi mà xem nó hôi lắm. Ngâm đi cho đỡ mùi, mùi nó kinh khủng khiếp, mùi tởm luôn. Mùi đúng mùi kiểu mùi nhựa hóa chất keo silicone ấy. Gớm vô cùng. Trong này nó có một cái nút, mọi người bấm thì nó sẽ sáng lên. Đấy, mọi người thấy chưa? Từ nãy giờ chắc cũng phải được cỡ 10 phút rồi đấy. Thì nó vẫn hôi, nó hôi mùi nhựa hôi vô cùng luôn. Mình nghĩ bỏ cái này vào không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không, nhưng mà mình vẫn sẽ thử nha. Nó to. Cái này không phải là để đi chơi. Không cố được không? Cái này không cố được đâu. Nó to lắm, nó bị buồn nôn ý. Nó đẩy xuống cái khoang lưỡi của mình như là một cái gì đấy chèn vào trong cái họng của mình ấy. Rồi bây giờ con cắt cái này. Nói được không? Nói là nó sẽ bị lưỡi. Cái lười người này. Không có. Cười thôi. Ê, mọi người thấy không? Đấy. Đừng nói là nó sẽ bị bùng không? Để bình thường là không còn sao. Tụi cái này không ổn, mùi nó kinh cực kỳ luôn ý. Âm trên 10. Âm trên 10, chảy hết nước mắt nước mũi rồi. Nếu như mà không nói, chỉ cười thôi thì nó sẽ ok, nhưng mà lúc nói là nó đẩy cái phần tròn tròn này. Đấy, nó đẩy vào trong cái khoang miệng của mình làm mình cực kỳ buồn nôn. Không ổn, mà cái mùi nhựa của nó kinh khủng khiếp. Ui, cái này đúng nghĩa là cái mũ thật đây này. Đây là có cái nút vàng này, bấm vào đây. Đấy. Đó, người ta đánh dấu cho mình ở đây. Cái này đội lên. Rồi, bấm tiếp xong. Đây, nó sẽ có một chế độ như thế này. Chế độ thứ hai là nháy như thế này. Chế độ thứ ba là nháy nhanh, sau nháy chậm. Đấy, và một chế độ là để nguyên như này. Để so sánh giữa cái mũ này với cả cái mũ này thì cái này nó không giống cái mũ luôn ấy, cái này nó còn giống cái mũ này. Đấy, cái này nó còn giống cái mũ cơ. Cái này nó còn kiểu nó là dạ quang, cái này nó sẽ là sáng bằng đèn led đây này. Mà cái này không sạc, cái này hết pin là cũng hết luôn. Đấy thì mình thấy ổn. Mình thấy cái mũ này nó ổn hơn là cái mũ kia đấy, kết hợp cả bộ xem nào. Cháy vô cùng luôn đây này. Đấy. Làm thêm đôi dép vào. Thì cái mũ này chấm mấy điểm? 6 điểm. Gọi là được thôi, để mà nói nổi bật không nổi bật, nó có mỗi cái viền này. Ừ, thích nhất là cái kính này phải 9 điểm này mọi người ơi, cái này đúng 9 điểm luôn ấy. Đẹp mà kể cả không có đèn đeo nhìn vẫn ngầu cơ. Mà còn nhìn được đối diện, còn thả thính được cơ, tìm người yêu. Đấy. Ok nha mọi người ơi. Vậy là mình đã review xong những cái đồ phát sáng cho mùa lễ hội cuối năm nay. Tổng kết lại thì mình thấy có một vài đồ thực sự là nó thú vị thật đấy mọi người ơi. Nhưng mà có một vài đồ mình nghĩ rằng mọi người không nên trải nghiệm để làm gì cả. Bởi vì thứ nhất là về cái hiệu quả trang trí của nó thì đúng là nó có thật, bởi vì nó sáng quá mọi người ơi. Nhưng mà thứ nhất là về mức giá, thứ hai nữa là về cái cách sử dụng ấy, nó không quá là tiện dụng ấy. Thì mọi người có thể xem kỹ phần review của mình trong video ngày hôm nay. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Và nếu như mọi người muốn mình làm về chủ đề nào, đừng quên bình luận ở ngay bên dưới cho mình được biết nhé. Chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.